Xin chào tất cả bà con cô bác đã trở lại kênh bò giống của Chi của em nha. Rồi hôm nay em tiếp tục lên con bò cái Gatman nha. Bò cái Gatman này là nó cao trên 1m25 nha, 1m26, 1m27 gì ạ. Đúng chuyền nè. Móng sò đi cô bác chị, chân cảnh hoàn, chân móng hoàn thiện nha. Móng sò đây, cuốn chèn 4-5 vú trà bể luôn nha. Thì gấp mang đây là đầu trụi nha cô bé anh chị, gấp mang đầu trụi xe lưng nè, xe lưng chắc nó sụp 1-2 nắm tay gì vậy cô bé anh chị. Thì có sao thì em nói vậy. À, con bò này là có một đôi răng rồi nha. Có một đôi răng. Đôi răng mới lên rồi nha cô bác anh chị. Mới lên rồi nó cũng chưa có bằng hẳn. Bò này em muốn bán với giá là 26 triệu nha. Sơ mặt nè. Cái lưng nè. Không khẩn nha cô bé anh chị. Bò này chiều cao của nó là 1m26, 27 gì nha. Rất là cao. Tàn sát. Bò này nó chữa rồi nó ra hung tàn dữ dằn lắm nha. Bò này là chủ nhà chưa có gieo luôn nha. Chưa có gieo luôn, anh cứ nuôi không à, biết nuôi không à, chứ không có canh được con bò lên giống thì không lên giống. Cái đuôi chà bá luôn nha các bác anh chị. Bò này là không lan, không chạ, không điểm mi hết nha các bác anh chị. Bên đó góc nó tối quá. Cô bé anh chị nào thấy hay thì cho em một đăng ký với một like nha. Thì tổng thể của bò là như vậy. Đuôi quá tới đất luôn rồi. Cái đuôi lớn luôn nha. Chân cẳng ống sò nha các bác anh chị. Các bác anh chị nào thấy ưng thì nhấc máy gọi đến số 0977438093 gặp em nha. Bò này nó quyền một màu nha anh chị, các bác anh chị. Không lan không chạy gì hết nha. Chỉ có cái là cái sát nó sụp hơn chút xíu thôi, sụp chưa tới gúng nữa nha, sụp chừng 2 nắm tay à. Rồi, em cứ hút video tại đây nha. Xin chào cô bé anh chị ạ. À.